Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghệ xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghệ. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Innova G có năm sản xuất 2006, phiên bản lá số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 29A85992. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghệ. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu vàng cát các bác nhé, rất là đẹp. Hai cặp đèn pha của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Đấy, đã được Opilock mạ chrome coi nhá. Một mẫu xe Innova bản G, bản đủ tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ coi nhá. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Một mẫu xe Innova. Đấy, bản G mang thương hiệu Nhật Bản. La răng đúc 4 bánh này. Đấy, sơn xi đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhá. Phần sơn xi ngoại thất này không phải làm bất cứ một cái gì các bác này. Chân kính vè mưa đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, một mẫu xe Innova bản G. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Đấy, đã được độ đấy, cảm cản có đằng sau này, chống chống va đập các bác nhá. Chống va chạm này. Một chiếc Innova có năm sản xuất 2006. Phiên bản lá số sàn, máy 2.0, máy xăng. Đấy, một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hà Nội luôn. Đấy, bác nào Hà Nội Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đấy, đỡ được một khoản chi phí là 20 triệu tiền biển các bác nhá. Đấy, biển Hà Nội còn rất là có giá trị các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ này, gầm bệ của nó chắc lịch luôn, không hề có dấu hiệu mục mọt chi. Một chiếc Innova có năm sản xuất 2006. Đấy, cảm biến lùi, cảm biến lùi va chạm các bác này. Đấy, đã được độ cản này. Đấy, cản chống va đập các bác nhá. Đấy, một chiếc Innova. Đây là phần cốp sau xe các bác này. Đấy, hàng ghế thứ ba mà gấp lên thì khoang đựng đồ của nó rất là rộng rãi các bác nhá. Rất rộng rãi luôn. Đấy, tất cả những cốp nhựa của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Trần của nó trần lỉ. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa các bác nhá. Đấy, tất cả những cái đinh bấm này nguyên bản ốc các này, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Một chiếc Innova sản xuất 2006. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, đèn hậu này. Đấy, đã được Opilock mạ chrome, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, đây là phần cốp đằng sau này, lắp cốp này. Đấy, keo chỉ của nó này, keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn, không hề mất đến một phân các bác nhá. Đấy, rất là giữ gìn luôn. Đấy, yêu xe như con các bác nhá. Chủ trước của nó yêu xe, rất là yêu xe nên là xe rất là còn đẹp. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về thì chỉ việc đổ xăng mà ta bon bon thôi các bác nhá. Đấy, hàng ghế thứ ba gấp lên thì rất là rộng rãi, đi 5 người. Đấy, khoang đựng đồ của nó rất là ok. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 85992, biển rất là đẹp các bác nhá. Sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy, lóc xe của nó có giá đựng đồ các bác nhá. Đây là phần dàn nốt đằng sau, đằng sau bên phụ các bác nhá. Phần cua lốp này. Đấy, cua lốp của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tay lắm mở cửa đã được Opilock mạ chrome, chân kính vè mưa này đầy đủ luôn các bác nhá. Xe thật là đẹp. Vâng, đây là phần hàng ghế giữa các bác này. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đây là phần bệ tì tay này. Đấy, chân nỉ này. Phần bậc lên xuống này. Đấy, tất cả này. Cột kèo này. Cột kèo đinh bấm đầu đít zin các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin. Đây là phần đinh bấm này.
Đấy, đinh bấm của nó nguyên bản luôn các bác nhá. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất, không hề mất đến một cái đinh nào. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, âm thanh này. Đấy, các bác xem táp lô táp ly rất là đẹp. Đây nó vẫn còn lớp đỉnh đây. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Phần khung cánh cửa rất ok. Keo chỉ cam kết các bác ạ, keo chỉ zin. Keo chỉ zin các bác nhá, không hề mất đến một phân. Đấy, tuy rằng sản xuất 2006 nhưng mà bác chủ xe trước bác rất là giữ gìn. Đấy, nên là con xe của nó còn rất là đẹp các bác nhá. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước đây. Đấy, các bác xem ghế da này rất là ok. Phần bậc lên xuống này, nhãn hiệu của Innova này, tóc bà lè này, phần cột kèo này, đó cột kèo, cột kèo đinh bấm zin các bác nhá. Đấy, cột kèo đinh bấm zin, không hề mất đến một cái đinh nào các bác nhá. Táp lô này, quả số này, phanh tay này, bô lăng của nó bô lăng 4 chấu này, trang bị hai túi khí an toàn, một túi khí an toàn cho người lái các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn cho người lái. Đây là phần hốc bản lề, coi xem chưa hề động đến ca lê một lết các bác nhá. Phần cột này, đấy, cột kéo đinh bấm các bác nhá, zin nguyên, không hề mất đến một cái đinh nào các bác nhá. Xe thật đẹp. Và đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng đằng trước bên phụ này. Phần âm thanh này. Đấy, phần keo chỉ. Keo chỉ cam kết, keo chỉ zin các bác nhá. Keo chỉ zin tất cả khung cánh cửa. Không hề có hiện tượng mục mọt gì. Một mẫu xe Innova có năm sản xuất 2006. Số sàn máy 2.0 máy xăng, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020. Còn đây là phần lóc xe này. Đấy, rất là ok. Đây là phần lốp dép này, của đằng trước bên phụ các bác nhá. Cua lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đó, rất là ok. Sơn xi này, sám bóng sạch sẽ. Đấy, một mẫu xe Innova có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, bản G bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng để được trải nghiệm những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng các bác nhá. Bên em về rất nhiều xe mới các bác nhá. Đấy, từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng các bác nhá, tha hồ để cho các bác lựa chọn. Và đây là phần táp lô táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa, các bác xem nét căng các bác nhá. Âm thanh này, âm thanh vũ trường cực hay. Phần keo chỉ, đó keo chỉ của nó này đều tăm tắp luôn các bác nhá, không hề mất đến một phân luôn. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Một mẫu xe Innova có năm sản xuất 2006, xe gia đình không khoan độc, không taxi, không dịch vụ. Đây là phần đinh bấm giằng giật này, đó các bác xem mối ăn chập điện này, nó vẫn là nguyên bản các bác nhá. Đấy, không hề mất đến một cái đinh nào. Nội thất thì rất là sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Bảng tổng gương kính chỉnh điện, táp lô táp ly cánh cửa rất đẹp. Keo chỉ đều tâm táp luôn, không hề mất đến một phân các bác nhá. Đấy, keo chỉ của nó đều tam tắp, khung cánh cửa rất ok. Phần bậc lên xuống này, ốc bà lè này,
chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá, tem mác tem nhòe sản xuất. Phần cột kèo, cột kèo đầu đít zin các bác nhá, keo chỉ zin. Đấy, một mẫu xe Innova rất ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok các bác nhá. Đấy, con này dòng Innova thì máy móc của nó cực là lành luôn các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Bô lăng 4 chấu này. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhá. Và sau đây em sẽ lộ máy lên này. Đấy, bật lên này, gương mở này. Đấy, gương cụt xòe các bác nhá. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Để phát nổ ngay. Máy lổ rất là êm. Phần xi nhan này hoạt động rất là trơn tru. Đấy, gạt mưa, gương chiếu hậu, hộp đựng kính, phần chắn nắng này, hai bên đầy đủ, trần nỉ các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, và vùng điều hòa phía sau này rất là mát các bác nhá. Đèn trần, phần quả số này, phanh tay này, điều hòa của nó cực mát luôn các bác nhé. Phần kính lên xuống này, hoạt động rất là trơn tru. Đó, tất cả những ốp cột này nó khít khệt luôn các bác nhé, rất đẹp luôn. Táp lô này. Đó, táp lô của nó rất là ok. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp xòe các bác nhé. Đây, chỉnh điện này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, các bác xem. Bắt đầu ok. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2006, bản G đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ quá nhé. Đấy, trước lại bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng trong một mẫu xe Innova bản G bản đủ. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội, một mẫu xe không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, tất cả những cái đinh bấm răng giật này. Đấy, nó nguyên zin theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Đấy, sơn của nó vẫn còn sơn zin các bác này. Đấy, lỗ của nó là tròn này, không hề có dấu hiệu móp méo chi các bác nhé, rất là ok. Đấy, một mẫu xe Innova, một mẫu xe lồi đồng của đá, một mẫu xe quốc dân. Đấy, cụm chi ABS này. Đấy, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhé. Đấy, máy móc rất là khô ráo, chỉ xe lổ rất là êm. Đấy, máy vẫn đang lổ các bác này. Đấy, con này là máy vận zin các bác nhá, máy zin chưa hạ các bác nhá. Đấy, máy móc khu đó là sẽ lổ rất là êm và gió đang hoạt động các bác nhá. Máy lổ rất là ok. Máy lổ cực chất luôn các bác nhá. Dòng này thì dòng này đi là cực lạnh, đồ đạc thì rất là dễ thay thế luôn. Đấy, dòng thông dụng nhá, còn dòng phổ thông. Một chiếc Innova. Máy khô rang, không hề có dấu hiệu gì dầu chi. Đấy, phần tổng quan khoang máy các bác nhé. Đây là phần lắp capo này.
phần keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ nó keo chỉ zin các bác nhá. Keo chỉ zin đều tắp tắp luôn. Đấy, tem mác theo máy sản xuất này, lỗ của nó này tròn nguyên bản các bác nhá. Không hề có dấu hiệu móp méo. Phần keo chỉ này rất là ok. Đấy, phần tổng quan khoang máy này. Đấy, máy vẫn đang nổ các bác nhá. Nổ rất là êm. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova G có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.